FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester City và câu lạc bộ Chelsea. Đây là trận đấu thuộc vòng 22 giải vô địch Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 ngày 15 tháng 1. Và ở trận đấu này, Man City sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà. Và theo mức tỷ lệ kèo của trận đấu này thì đội chủ nhà Man City sẽ chấp Chelsea với mức kèo là 0.75. Mức kèo phải tăng một trái và hạ xuống gọi là nửa trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.75 và 3 trái tiền thì kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video, một share kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Man City và Chelsea. Man City thắng 2 và thua 3 trước Chelsea. 5 trận thi đấu gần nhất của Man City thì họ toàn thắng cả 5 trận. 5 trận thi đấu gần nhất của Chelsea thì họ thắng 3 và hòa 2. Và trận đấu này với mức kèo như thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cược chủ nhà Man City trong này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực hiện tại thì Man City từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Chelsea mà thôi. Thứ hai, nếu trận đấu này Man City có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba, nếu xét về phong độ cũng như hành tích đối đầu thì Man City họ cũng không thua kém như Chelsea đâu. Thậm chí là Man City đang có phong độ cực kỳ tốt luôn và có lợi thế sân nhà đó. Thì mình nghĩ với mức kèo như thế này thì thực lực của Man City sẽ một lần nữa vượt qua được Chelsea ở trận đấu này. Để mà nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Man City chấp 0.75 hoặc là đợi kèo hạ xuống khoảng nửa trái thì bạn hãy vào. Tại vì Man City cần phải giành chiến thắng trước Chelsea để có thể là giữ vững ngôi đầu của mình, để không cần phải đánh đêm dài lắm mộng với cái đối thủ bắp đuổi thầy cả. Cho nên bạn nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa Man City nha. Và mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.75 và 3 trái. Thì Chelsea cũng là một đội bóng mạnh và đang có phong độ khá tốt. Mình đi đón trận đấu này sẽ có tỷ số là 3-1 như vậy cho Man City. Cho nên bạn hãy là ưu tiên đánh cửa tài trong này. Ở mức hiệp 1 và mức kèo chấp đồng nữa thì sẽ một trái. Hiệp 1 các bạn cũng có thể là đã được Man City mà bạn đã tài 1 hoặc là canh tài hạ xuống khoảng 0.75 thì vào. Hiệp 1 mình dự đoán sẽ có 2 bàn thắng được ghi dành cho Man City. Và tiếp này trận đấu khuyên các bạn chọn Man City và đá tài hay 1 cũng vậy. Và xin chào và hẹn lại video tiếp theo nhé.